giả danh nhà báo lừa đảo tiền tỷ, đối tượng vừa nhận 13 đơn tố cáo. Nguyễn Trung Hiếu, tức Hiếu Mập, thường giả danh nhà báo, cán bộ, lân la đến sự kiện chụp ảnh với người nổi tiếng, rồi dùng nhiều chiêu trò tinh vi để lừa tiền. Số nạn nhân đâm đơn tố cáo Hiếu Mập đã lên đến 13 người, tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Công an quận 10, TP.HCM xác minh đây không phải nhà báo và đang chuyển hồ sơ lên công an thành phố.